đó là thử thách đọc tiếng Việt. Thì em biết em chơi cho đó bây giờ chưa? Cái lòng gì? Trời ơi, không được, bảy. Từ này là sai rồi. Cái anh nghĩ là cái lo gì thế? Cái này nó ghê ghê quá. Nó sợ chết. Cái đó không có nói được. Anh nhớ em quá, suốt ngày cu. Nó bậy gì? Hello mọi người, mình tên là Minh Tuấn. Rất vui mọi người đã tới đồng hành cùng kênh Thoát Đa Chiều. Các bạn hãy nhớ bấm subscribe kênh Thoát Đa Chiều như YouTube, TikTok, Instagram. Và hôm nay mình sẽ nói về một câu chuyện của giới Gen Z về như là ăn chơi, vui chơi, chụp hình, sống ảo như thế nào. Thì hôm nay mình có mời tới một bạn khách mời. Mọi người hãy đón xem nha. Hello, xin chào tất cả các bạn của kênh Thoát Đa Chiều. Mình tên là Hina, mọi người hãy gọi mình là Na. Hello em. Hôm nay mình sẽ có thêm một trò chơi nho nhỏ đối với khách mời của mình, đó là thử thách đọc tiếng Việt. Thì em biết em chơi trò đó bây giờ chưa? Dạ chưa ạ. Chưa chơi luôn? Dạ. Cái từ đó anh cũng chưa chơi luôn. Tại bên đây Thoát Đa Chiều mới đưa cho anh xem. Cái kiểu như là nó là một câu hỏi dạng là không có dấu gì á, mà anh cũng sợ là có những cái thứ hay ho đó lắm. Em muốn chơi thử không? Dạ chơi. Chơi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ lấy tờ đầu tiên nha. Đây là em. Em đoán là từ gì? Có về ăn cơm không con chó. Trời ơi, tại sao nó lại có về ăn cơm không con chó? Anh nghĩ nó là cò ve án cốm hả? Đúng không? Tại vì sao nó giờ em nghĩ từ này là từ gì? Có về đúng không? Em trả lời hết câu này luôn cho anh coi thử coi. Nếu như mà không phải có là ăn cơm không con chó thì có về ăn cơm không còn chờ. Có về ăn cơm không còn chờ, anh nghe cũng hợp lý vậy. Thì bây giờ nếu mà từ này sai á thì mình sẽ bị lộ một từ. Một từ á là ví dụ trò chơi này nó quy định á, anh nhớ là đúng 5 câu á thì em sẽ được một ly nước, mà trong đó có hai loại, một loại nước lọc và sinh tố. Còn mà dưới 3 câu á thì có thể là cũng vậy, nhưng mà nó sẽ là được nước lọc thôi. Em có chắc không? Anh thì anh cũng nghi nghi giống em, nhưng mà sợ tự tại vì cái này có về ăn cơm không con chó nó nghe hay hơn, đúng không? À, bây giờ là em đoán đúng rồi. Rồi anh với em chắc nè. Có về ăn cơm không còn chờ, không ai gọi loại ai là con chó hết đó. Ồ, anh nghĩ cũng vậy. Mà kêu con chó nó sao sao đúng không? Có về ăn cơm không còn chờ. Vậy bây giờ mình thử cái đáp án đúng không nha. Đối với anh á, anh thấy từ này, tại vì xưa giờ anh hay kêu bạn bè anh á là con chó, nên lúc nào cũng kêu là bạn có về ăn cơm không? Con chó. Đó. Nên bây giờ anh chọn đáp án là con chó, chứ không còn chờ. Em vẫn chọn đáp án của em là có về ăn cơm không còn chờ. Nếu mà sai á thì anh bị mất một câu, em đúng á thì em được một câu. Thì bây giờ anh sẽ mở cái câu của chương trình để em xem nha. Không nguy quá. Trời ơi, không phải quá. Anh đúng á, tại vì không ăn siêu con chờ đâu. Tại lúc này bạn bè siêu con chó đó, hiểu không? Tại vì thân mà. Em có thân không bạn bè không? Không, thấy thân mà. Chắc là do anh hay gọi. Bây giờ anh sẽ cho em xem câu đáp án của chương trình nha. Anh cũng sợ lắm á. Sợ anh đúng mà anh sai, em có nước uống ở nhà. Anh thấy là em sai á. Cái tay cái con chó rõ ràng. Em xem cái bản nha anh. Em xem đúng không? Sợ làm cái nước á, có muốn xem không? Dạ muốn. Giờ sao? Em đúng hay anh sai? Em đúng. Dạ nói gì đâu, em đúng mà. Bây giờ tiếp theo nha. Bây giờ em được một điểm, anh bị trừ một điểm là bị sai, là em được một điểm rồi đó. Nếu mà lỡ mà anh sai thì em cho anh uống kia nước đi nha. Phải có gì đâu em mới cho uống. Tí nữa anh sẽ tính tiếp, bây giờ coi thử thêm nha. Damn! Hồi nãy á, là anh đi thử em thôi, để cho em làm quen với cái trò chơi này. Bây giờ á, chương trình á,
bác yêu cầu đúng á là chỉ được 15 giây để trả lời câu hỏi. Sai á là em biết rồi đó. Nên bây giờ mình cố gắng đi nha. Rồi tiếp theo nha. Trời ơi, nhanh lên em. Cái gì? Anh nghĩ là cái này nó ghê ghê quá. Nó sợ chết. Cái này không có nói được. Nhưng mà em nghĩ là cái gì? Nhanh lên. Cái lòng gì? Trời ơi, không được. Bảy. Rồi này sai rồi. Anh nghĩ là cái lon gì thế? Cái lon. Đúng không? Đúng không? Chị em nghĩ là câu gì? Nhanh lên, nhanh lên. Cái lon gì thế? Cái lon hả? Cái lòng trong ngoài kép. Cái lòng đúng không? Cái lòng. Vậy bây giờ nè, anh lọt khỏi tiếp. Em sai lại thâu tiếp đi nha. Ok. Tại vì em đúng một câu rồi đó. Anh nghĩ là anh đúng rồi. Em sai. Nè, sao đúng không? Sao em cười? Em bậy quá. Em bậy thật sự. Thì đó, câu hỏi đúng của nó là cái lon gì thế? Và anh được cộng một điểm. Em cũng một điểm nha anh. Rồi bây giờ hỏi tiếp theo nha mọi người. Anh như là nhanh lên. Đừng có chậm. Chậm là mất lượt á, hiểu không? Đó chỉ có 5 câu hỏi thôi. Mình 2 câu rồi. Đây. Đây đây mọi người. Nè. À, đợi em chút, em đang bận bận đám bên nhà thằng bạn. Không, anh phải từ đó. Đợi em chút, em đang bàn đắm bên nhà thằng bạn. Đắm chứ mày đếm. Đám, bận đám, đám cưới. Bận đám. Đám cưới hả? Anh thấy cũng đúng, nhưng mà nghe nó sao sao quá. Không hay, anh thấy là tại vì cái kiểu giống như là cái con này này ghét cái thằng này lắm á, nó quay đầu quýnh. Đúng không? Bây giờ em chốt chưa? Em chốt. Em lo lại câu hỏi. Đợi em chốt, em đang bận đám bên nhà thằng bạn. Anh nghĩ câu này là đúng của anh đó, là đợi em chút, em đang bận đắm bên nhà thằng bạn. Đó, câu hỏi của anh là vậy. Bây giờ là anh cho em xem cái kết quả nha. Thì đúng, lại có đúng rồi. Anh sai. Thì em được 2 câu rồi nha. Em còn, bây giờ hỏi còn mấy câu nữa ta? Còn khoảng 2 câu nữa đúng. Bây giờ nếu em sai thêm 1 câu nữa thì đúng lọc đó. Bây giờ anh thêm 1 câu hỏi cho em nha. Đây. Nhanh lên, đừng 5 giây. Nhanh lên. Anh nhớ em quá, suốt ngày cứ lo tưởng vì em thôi. Không, anh không hiểu mà các bạn. Anh nhớ em quá, suốt ngày cu nó bậy xí. Nhưng mà anh nghĩ là bỏ từ này đi nha. To tướng vì em thôi. Nó to ra chứ không ai được tơ tưởng hết á. Tơ tưởng mà đúng anh. Không, anh nghĩ là nó to tướng. Sao lại to? Tại vì anh nhớ em phải to chứ đâu có sao nhỏ được. Nhưng mà nhớ cái gì mà to anh? Thì nhớ em. Nhớ em sợ sao lại to? Thì nhớ em nó mới to chứ. Nhớ anh khác, con khác sao nó to được. Mà nhớ cái gì về em mà to? Nhớ cái mặt của em. Bây giờ, chốt câu nè, em lại nói đi. Anh nhớ em quá, suốt ngày cứ tơ tưởng vì em thôi. Còn câu của anh á là anh nhớ em quá, suốt ngày cu to. Từ từ nó bậy quá. Không, đó là em bỏ từ đó nha. Ok. Tơ tướng vì em quá. Đó, bây giờ thì anh xin câu hỏi tôi đúng nha. Thấy chưa, anh nói mày nó to mày thấy chưa? Thì cái đó nó to to chứ đâu sao mày tự nhiên nhớ em, mày sao mày tơ tưởng được? Sao mày cái gì sao biết được? Thôi bây giờ anh xem coi nha. Em đúng, anh sai. Bây giờ mình sẽ thêm một câu cuối cùng. Em đúng 3 câu rồi. Bây giờ mình còn 2 câu nữa. Thì em cố gắng nha, tại vì đúng 2 câu này sẽ được ly nước chè đàng quá. Còn em sai á, thầy muốn lọc nha, cố lên nha. Anh thì biết anh sai rồi, tới cho anh uống ké nha. Bây giờ anh sai 2 câu nữa. Đây, hỏi tiếp theo cho mọi người. Có trong vòng 15 giây, nhanh lên em. Xin lỗi vì em đã có thái độ với anh hàng xóm. Không, anh nghĩ là không phải gì đâu. Xin lỗi vì em đã cọ ta.
tỏ thái độ với anh hàng xóm. Giống của em vậy ta? Giống không? Nhưng mà anh cũng nghĩ giống em một tí là xin lỗi vì em đã có hơn là thái, có hơn là tỏ. Thì chắc là câu này anh sẽ giống em một tí. Anh cũng chọn là xin lỗi vì em đã có thái độ với anh. Thì anh cũng chắc là câu đó luôn, là xin lỗi vì em đã có thái độ với anh hàng xóm. Thì bây giờ mình sẽ coi đúng không nha. Đúng. Vậy anh em đúng rồi. Thì bây giờ là được mấy câu rồi ta? 4 câu. 4 câu đúng không? Là em được bao nhiêu câu ta đúng rồi? Em được 3 câu đúng rồi. Vậy là chết rồi, anh mới được có 2 câu à. Thì mình còn có 1 câu duy nhất. Bây giờ mà em sai á là em phải uống nước lọc nha. Còn mà đúng á thì ly trà đà được của anh. Đúng không? Còn cái tuần hơi bị nhạy cảm á. Em muốn xem không? Xem anh. Nhạy cảm lắm á. Thấy không? Thấy chưa? Nó nhạy không? Không, nếu mà đoán đúng thì không có nhạy. Rồi rồi, ok, đây đây, câu hỏi của em đây. 15 giây bắt đầu. Nhanh lên em. Em nghĩ gì từ bao cao su là sao? Không phải từ bao cao su. Báo cáo sự cố tại khu vực nội địa. Sao rồi? À, bị báo cáo. Anh nghĩ là từ bao cao su có tại khu vực nội địa là tại vì cái này là người ta bán nhiều rồi. Chứ không ai mà đi báo cáo sự cố nữa đó. Báo cáo sự cố mới đúng. Báo cáo su có tại khu vực nội địa. Ở đâu chả có. Vậy em phải đi mua đúng không? Em có bồ chưa? Em chưa có. Vậy đúng không? Biết cái này đúng rồi. Có bồ biết cái này. Nhưng mà cái này ở đâu cũng có. Không cần phải khu vực nội địa cũng có. Đâu có em, bây giờ em đi nước ngoài có đúng không? Mà em đâu biết đâu mua. Thì nội địa mình biết gần nhà mình có mua thôi. À đúng, đúng. Vậy là có đi mua rồi đúng không? Vô cửa hàng thì lo mua là lâu. Trời mua rồi. Rồi bây giờ nè, em cho anh từ đúng đi. Báo cáo sự cố tại khu vực nội địa. À, đối với anh là từ này là bao cao su có tại khu vực nội địa. Cái này có đúng nhất á. Cho anh xin đáp án. Ráng đúng không? Thấy chưa? Anh nói rồi mà. Là nó đó. Anh đúng hay em đúng? Em đúng hay anh đúng hay đúng? Em đúng. Sai, anh đúng. Tại vì cái đó là ai cũng mua hàng thường xuyên nó câu đúng rồi. Là vì ai mua thường xuyên. Anh mua thường xuyên á. Là gì có. Ý đó người ta thôi. Em nghĩ sao á. Đọc đi tối. Thôi bây giờ mình đọc câu hỏi đi. Thôi em đúng rồi á. Oh my god. Wow. Thì bây giờ á, cái năm hộ này em trả lời á, thì em nãy tính được bao nhiêu câu? Em đúng được 4 câu. Đúng không? Không, anh nghĩ là anh. Tại vì anh lúc nãy giờ được 4 câu, em được có 2 câu thôi. Không, em chỉ 2 câu thôi. Em sai câu gì vậy? Cái lầu gì? À, anh nhớ rồi. Đúng rồi, đúng rồi, em đúng 4 câu. Thì bây giờ em đúng được 4 câu thì bên anh sẽ cho em ly nước lọc. Còn ly trà đào, đúng không? Cho em xin ly nước trà. Thì bây giờ anh cũng nói em rồi. Em đúng được 4 câu thì anh sẽ đưa cho em nước lọc. Còn trà đào, đúng không? Thì là sao? Em đúng được 4 câu thì em được ly nước trà. Trà gì? Trà đào. À, đúng không? À, nãy giờ anh giỡn thôi, thật ra là xin chúc mừng cho em. Em đúng 4/5 câu hỏi thì em được 1 ly nước lọc. Sao đúng không? Trà à, đúng rồi, anh lỗi, xin lỗi. Là em được 1 ly trà đào, anh được 1 ly nước lọc. Thì tí nữa xong chương trình anh sẽ mời em 1 ly trà đào. Em thấy cái trò chơi á là như thế nào? Em thấy trò chơi rất là thú vị. Em thấy được tiếng Việt của mình rất là phong phú. À, anh thấy thì cũng đúng. Nhưng mà cái phần thưởng thắng cho em á, thấy được. Anh thấy á, anh thua. Nhưng mà anh được rất là nhiều kiến thức về tiếng Việt. Tại vì cái miệng rất là phong phú, đa dạng. Chỉ còn anh thay đổi một dấu thôi thì nó sẽ là chuyện khác đúng không? Nên á, giúp cho mình á, mình phải tìm hiểu tiếng Việt nhiều hơn, sâu hơn. Thì mình cảm giác tiếng Việt nó sẽ được rất là đa chiều cho mình. Các bạn ơi,
Thì cái phần video game này cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn hãy nhớ đăng ký Talk Đa Chiều trên tất cả nền tảng. Và chưa kể, bạn hãy nhớ cho tụi mình chia sẻ về những vấn đề của Gen Z hiện nay như thế nào nha. Cảm ơn em Hina đã đồng hành cùng chương trình Talk Đa Chiều ngày hôm nay nha. Thì bây giờ mình sẽ tạm biệt khán giả nha mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong Talk Đa Chiều lần sau nha.